những tình yêu thương của Thiên Phụ đã truyền lại cho người Ánh, và tất cả tình yêu đất nước đã truyền lại, người Ánh cảm nhận được. Và vì thế tất cả những bài hùng ca quân lực Việt Nam Cộng Hòa hầu như không có bài nào mà người Ánh không biết. Hôm nay để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin kính tặng quý vị những bản hùng ca quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là nhạc phẩm Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị, bởi vì năm nay 2012 đánh dấu 40 năm mùa hè đỏ lửa, đánh dấu 40 năm bài ca Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị đã chào đời, đánh dấu 40 năm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đổ máu đổ xương để giữ lại từng phần đất tự do, và 40 năm ngọn cờ vàng rực rỡ của chúng ta đã được cắm lại trên cổ thành Quảng Trị. Hôm nay chúng ta sẽ hát với nhau những bài hát đó, đặc biệt là bài Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị, không những chỉ để tưởng niệm và vinh danh những chiến sĩ anh hùng đã nằm xuống, chúng ta còn nhớ đến trận chiến An Lộc, An Lộc Địa, sự ghi chiến tích biệt cách dù vị quốc phong thân. Và chẳng những để tưởng niệm, để tri ân, mà chúng ta sẽ hát với nhau như là một lời ước hẹn, một lời ước hẹn như là ông đại tá Y đã nói là đi về Việt Nam, đi về Việt Nam, đi về Việt Nam, và món cờ vàng này phải được cắm lại ngay trong lòng quê hương yêu dấu của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Và bài hát này Nguyễn Ánh xin mời tất cả quý bác, quý cô chú và quý anh chị em cùng hát. Đây là một liên khúc, nhớ khúc nào hát khúc đó, nhưng mà không có cái gì sợ hát. Cứ nhớ là liên khúc là từng khúc, cứ hát khúc nào đúng được khúc nào đó. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn quý vị.